Khi mà tìm kiếm cái ý tưởng sản phẩm mới, chúng tôi luôn luôn đưa ra những cái bài toán để tạo ra được một cái ý tưởng tốt. Ví dụ như là xuất phát từ các cái hiện tượng hoặc là các cái cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đẹp và nó có ý nghĩa, hay là các cái sản phẩm về đá tự nhiên nổi tiếng trên thế giới, chúng tôi tìm kiếm phân tích những cái đẹp để chắt lọc lại để xây dựng lại cái bộ ý tưởng sản phẩm mới này. Nhưng mà triển khai từ cái ý tưởng đấy đến với sản phẩm thương mại thì nó như thế nào? Đấy là cái bài toán về mặt kỹ thuật, bài toán về mặt chuyên môn. Và chúng tôi cũng có những cái nhóm để mà thiết kế riêng design sản phẩm, thiết kế về thiết bị, thiết kế về quy trình và đào tạo cái nguồn con người nội bộ của VicoStone chất lượng để đáp ứng được cái yêu cầu chuyển đổi từ ý tưởng sản phẩm ra đến với cái sản phẩm thương mại. Mỗi một bộ sưu tập đó là một cả một cái sự thay đổi về mặt quy trình công nghệ, về cái mặt thiết kế và một nguyên vật liệu sử dụng, và tạo ra sản phẩm càng ngày càng chất lượng và đảm bảo hơn. Trong hành trình chinh phục thị trường bằng những cái sản phẩm mới đó thì vai trò của đội ngũ R&D là vô cùng quan trọng. R&D của chúng tôi đã trải nghiệm đến những thị trường đó, gặp gỡ khách hàng, gặp gỡ các kiến trúc sư và thậm chí là có những cái sự trải nghiệm trong chính cuộc sống đời thường. Và với cái tinh thần, cái tính nghệ sĩ bản thân ở trong những người R&D đó thì kết hợp lại với nhau để tạo ra được những cái sản phẩm nó vừa đảm bảo được cái tính yêu cầu về mặt kỹ thuật nhưng nó hàm ẩn trong đó là những cái giá trị. Bộ sản phẩm Pelem Hawaii chúng tôi đã ra mắt trong năm 2021. Đây là một cái bộ sản phẩm mang cái cảm từ thiên nhiên. Chúng tôi nhìn thấy cái sự cuộn trào tràn đầy năng lượng, cái dòng nham thạch, núi lửa. Chúng tôi đã tìm ra rất nhiều cái giải pháp về mặt công nghệ, mặt sản xuất và mặt nguyên vật liệu để tạo ra cái hiệu ứng như mong muốn. Cái sự khác biệt lớn nhất của cái sản phẩm đấy là cái sự chuyển tiếp hài hòa giữa cái tông màu nền, giữa các hiệu ứng trong màu nền, giữa các cái vân màu trắng, vân màu nâu, vân màu xám và các cái hiệu ứng trong cái thiết kế trong đường cây. Đây là một cái giải pháp công nghệ đột phá trong năm 2021 mà chúng tôi đã tạo ra. Cái sự thay đổi lớn nhất là các cái quy trình về công nghệ sản xuất. Ngay từ khi mà thành lập thì VicoStone đã xác định cho mình cái sứ mệnh là sẽ trở thành một trong những cái thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Mong muốn là đem những cái sự sáng tạo về khoa học công nghệ, áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào để phát triển ra những cái sản phẩm đá nhân tạo. Chúng tôi cam kết mỗi sản phẩm của VicoStone đều mang những cái giá trị về mặt nghệ thuật, giàu sức thẩm mỹ và quan trọng là truyền được cái cảm hứng của sản phẩm đến với cả người tiêu dùng. Đó chính là cái vai trò của đội ngũ R&D mà chúng tôi đã miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện cái cam kết của mình trong suốt gần 20 năm qua.